Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, Sở Khoa học và Công nghệ công bố quyết định điều động bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trao quyết định về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn yêu cầu trên cương vị mới, đồng chí Vũ Tuấn Anh tiếp tục nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ đoàn kết, thống nhất, đưa tập thể Sở ngày càng phát triển. Đặc biệt với vai trò là Giám đốc Sở, đồng chí cần tranh thủ các sáng kiến, đề xuất của tập thể lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộc, cũng như phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành của tỉnh, có nhiều đề tài khoa học có chất lượng, cũng như có tính ứng dụng cao trong thực tiễn để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh vai trò quan trọng của lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là trong thúc đẩy phát triển kinh tế, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đời sống xã hội. Sở Khoa học và Công nghệ cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh.